Dạ kính thưa quý vị, sáng hôm nay Tâm xã đang lái xe đi lên nhà chị bạn của Tâm xã đó. Thì tí nữa đây khi tới vườn của nhà chị đó thì quý vị sẽ được thấy một cái khu vườn rất là đẹp. Dạ Tâm xã là tới nhà của bạn, chị bạn của Tâm xã rồi đó quý vị. Thì mình đi qua cái cổng này nè, quý vị thấy ở trên cái cổng đó có cái dàn hoa. Nhưng mà bây giờ tới tháng 9 rồi thì cũng đã hết mùa rồi. Đó, thì khi mà mình đi qua khỏi cái cổng á, thì bên trâu bên phía sau của cái cổng là chỉ có hai cái chậu sen đá đó quý vị. Để một lát đây quý vị Tâm xài sẽ quay cho quý vị coi hai cái chậu đó dễ thương lắm. Và chị trồng á, thì chị xen kẽ là cũng là trong cái khu vực rau cải đó, thì chị cũng trồng hoa chung nữa đó, cho nên nhìn thấy nó đủ màu đủ sắc dễ thương lắm. Đây đó, chị treo hai cái lồng đèn hai bên cái cổng nè, và phía bên dưới đó là có hai cái cây sen đá, hai chậu sen đá đó quý vị. Đó dễ cưng quá ha. Đó thì như chị nói á, thì tới mùa đông á, thì nó cũng ngủ đó nha. Đó, nhưng mà rồi bắt đầu tới mùa xuân thì bắt đầu nó mới trích ra lại. Rồi bây giờ mình đi qua cái dàn su nha quý vị. Đây nè, đó quý vị xem nè, chị trồng su nè, rất là đẹp nè. Thì Tâm xã có hỏi chị cái cách trộn đất cũng như bón phân. Thì cái công việc này á, là do ông xã của chị làm, thành ra chị chỉ biết là ảnh trộn rất là nhiều loại đất với nhau, nhưng mà chị không có nhớ. Và Tâm xã hỏi còn bón phân như thế nào, thì chị cho hay là trong cái thời gian mà khi mà trồng xuống đó thì mình cho phân cá để cho nó kích thích rễ và nhánh lá rồi đó. Rồi sau đó thì cái nhà trong thời điểm mà ra hoa và đậu trái đó thì chị lựa cái hai cái số sau đó quý vị, nó cao hơn, thành ra là đó là cái bí quyết của anh chị trồng như vậy. Nhìn dàn su thấy ham quá hả quý vị hả, quá là đẹp luôn. Hàng năm chị nói cũng có trên cả 100 trái lần đó quý vị. Và bây giờ là ở dàn khổ qua. Mỗi năm là Tâm xã đều ghé xuống vườn của nhà chị hết. Tâm xã thích lắm. Tại vì chị trồng cái cây gì nó cũng tốt hết quý vị. Khổ qua cũng vậy, rất là nhiều trái. Chị nói là chị trồng có loại trái lớn, loại trái nhỏ. Để năm sau Tâm xã nói chị trồng thêm cái khổ qua trắng đó. Đây là mướp. Thì dàn mướp với lại dàn khổ qua đó, thì nó kế bên nhau quý vị. Quý vị xem nè, mướp cũng nhiều trái dễ sợ chưa. Trồng mướp á, thì cũng phải có mồng tơi, thành ra chị cũng có một khung mồng tơi. Mồng tơi chị trồng đó, đây nè quý vị nhìn nè, chị bỏ lên làm từng dây đó, mồng tơi nó leo dễ thương quá hả quý vị. Là phía trên này nè, chị có trồng một dàn bầu
thì bầu với lại ngược trên này cũng có mướp nữa quý vị, mướp và khổ qua nữa, chị trồng chung với nhau luôn. À, thì chị nói là bầu năm nay á, nó không có được mùa. Mướp đây, mướp đây. Bữa nay trời nắng chút xíu nữa đẹp hơn nữa đó chị Hương. Dạ. Đây là mướp với khổ qua. Đó, đây trái khổ qua đây. Một trái, ba trái nè quý vị. Cứ mỗi cái bông là mỗi cái trái đó. Cái này là bông cái nha. Dạ. Đây mướp. Đây trái này còn nhỏ nè. Đây thêm trái nữa. Ui chào ơi, là khổ qua quá chừng. Chị Hương à, khổ qua nó chịu lạnh được cho nên thành ra mấy trái này là ok ha chị Hương ha. Dạ. Ôi trời ơi, là cây cà chua. Trời ơi trời nè quý vị, trái quá chừng luôn. Mà có dễ thương ghê chưa. Coi nè, bạc hà nè. Trời đất ơi. À, tí tô nè quý vị. Có súng nữa nè. Đó, cái chậu súng là trời ơi, lá nó tràn ra ngoài luôn đây nè. Chị trồng á, thì là cùng thời điểm với lại tâm xạ. Nhưng mà bên tâm xạ á, thì tới mùa đông đó thì tâm xạ có đậy lại. Thì ra tới đầu mùa xuân á, là tâm xạ đã có hoa rồi. Mà bên chị á, thì cũng chỉ mới có hoa hồi vài tuần trước thôi. Đó thì có lẽ là chắc là tại vì tâm xạ cover che nó lại đó, cho nên thành ra nó không có bị lạnh á. Bây giờ tâm xạ quay một vòng cho quý vị xem nha. Đó, chờ, cái này là cái phần trên của cái vườn của chị đó. Thì quý vị biết không, ở phía sau vườn của nhà chị đó, nó có một cái con lạc. Tâm xạ thích lắm đó, tại vì nhìn nó rất là thiên nhiên đó quý vị. Cây cối nó bao quanh cái nhà đó, nhìn nó mát lắm. Bây giờ là mình đi xuống dưới nha quý vị. Đây là cây dưa leo nè quý vị. Chỉ có tới 3-4 dây dưa leo gì đó, thì cũng còn một vài trái nữa đây thôi. Tại vì chị đã thu hoạch hồi mấy hôm trước rồi, tại vì tâm xạ xuống bị trễ đó. Bây giờ thì nó cũng có hoa. Đây là hành nè quý vị. Dạ. Hành này là gọi là hành voi nè. Bự như là cái gì vậy đây nè. Này hoa thực dược. Thực dược màu tia màu hồng. Hồng tím. Dễ thương quá.
xã sẽ đưa tâm xã đi ra ngoài này. Lê tàu đó, cây nhỏ thấp này đó cho dễ hái. Trời ơi nhiều quá. Dạ. Đây là cái cây lê đặc biệt nè, một cây mà họ ghép lại thành ba loại trên một cái cây này nè quý vị. Như thế này. Cái này trồng bao lâu rồi chị? Tâm xã xin được kết thúc video ở đây. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần sau. Xin kính chào. Chúc quý vị một ngày mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Dạ, bye bye.